Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá HTV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua thì đúng là một ngày mà chúng tôi đã trải qua một trong những quãng thời gian đáng sợ nhất trong cái cuộc đời của mình sau một cơn bão số 3 vừa qua, thực sự khủng khiếp thưa quý vị. Cả ngày hôm qua thì chúng tôi đã thậm chí nó cũng không có điện, rồi có điện rồi thì cũng không có mạng internet cơ, cho nên chúng tôi cũng không thể update những bản tin để có thể phục vụ quý vị và các bạn được. Đến ngày hôm nay thì chúng tôi bắt đầu mới có mạng internet và mới có thể làm những bản tin để gửi đến quý vị và các bạn. Cho nên là rất mong quý vị và các bạn trong ngày vừa qua khi mà chưa nhận được những thông tin đến từ bóng đá HTV thì có thể thông cảm cho chúng tôi nhé. Vừa qua thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng có thể nói rằng là rất may mắn rồi. Chúng ta rất may mắn khi mà chúng ta đã có một trận đấu bình thường, một trận đấu không có vấn đề gì với đội tuyển Nga. Mặc dù chúng ta đã thua, thế nhưng mà điều quan trọng nhất với đội tuyển Việt Nam đó là chúng ta đã có được một cái cơ hội, một trận đấu để đối đầu với đội tuyển Nga. Lý do vì sao chúng tôi lại nói rằng là rất tuyệt vời sau khi mà chúng ta nhận một trận thua? Bởi thực tế vừa qua thì với đội tuyển Thái Lan họ cũng đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng cuối cùng thì họ cũng không thể có được trận đấu với tuyển Nga được. Và chính vì lý do đó mà từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên trưởng, cho đến phía truyền thông, rồi là lãnh đạo của phía Liên đoàn bóng đá của Thái Lan, họ cũng cảm thấy rất là buồn khi mà họ đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng cuối cùng thì vì bão cho nên là cuối cùng thì không thể diễn ra trận đấu theo đúng như kế hoạch được. Không phải là hoãn nữa mà trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Nga thì chính thức đã bị hủy. Rất đáng tiếc dành cho đội bóng đến từ Đông Nam Á, đó là đội tuyển Thái Lan. Còn thưa quý vị và các bạn, là với đội tuyển Việt Nam của chúng ta, trong trận đấu với Nga vừa qua thì ông Kim Sang-sik cũng đã sử dụng rất nhiều những gương mặt trẻ, và thậm chí thì cũng có những người lần đầu tiên được làm việc với chiến lược gia người Hàn Quốc. Huấn luyện Kim Sang-sik có nhấn mạnh rằng là những cầu thủ đó sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam, và ông cũng trao cơ hội cho những cầu thủ như là Quế Ngọc Hải, như là Thành Trung hay là Văn Trường, rồi sau đó những cầu thủ trẻ như Hai Long, Thanh Bình hay là Bùi Vĩ Hào, nhận được rất nhiều những sự ủng hộ đến từ chính các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Vừa qua thì một trận thua với tỷ số 0-3, thực tế thì đó là một kết quả mà chúng ta cũng không thể vui. Nhưng mà dẫu sao với đội tuyển Việt Nam được đá với đội tuyển Nga và cũng có một cái thế trận tương đối là tốt, đặc biệt là trong hiệp 2 với đội bóng này, thì đó cũng là điều rất là tuyệt vời rồi. Dĩ nhiên vừa qua thì việc thử nghiệm thì thường mang lại những kết quả chưa được như ý muốn, đó là điều đương nhiên. Đội tuyển Việt Nam thì vẫn có thêm một trong số những điểm sáng, ví dụ như những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam, ví dụ như là Quế Ngọc Hải hay là Thành Trung thì cũng đã có những pha cản phá tuyệt vời, hay là Quế Ngọc Hải thì cũng có một số những tình huống phát động tấn công rất là hay, rồi những tình huống sút điểm của Bùi Vĩ Hào nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có những sai sót và đặc biệt là sự hạn chế về mặt thể lực cũng như là thể hình. Còn một cái vấn đề khác nữa mà chúng ta cũng sẽ nói đến rất nhiều, đó khả năng phù hợp của những cầu thủ đôi khi thì vẫn còn đó những sự chệch choạc và thiếu những sự tập trung. Ngay cả một số những thành viên dày dặn kinh nghiệm như vừa qua thì chúng ta nói đến rất nhiều, đó là thủ thành Đặng Văn Lâm. Thì thực sự mà nói là Đặng Văn Lâm đã có một trận đấu đáng quên với những sai lầm rất khó tin, dẫn đến là việc đội tuyển của chúng ta nhận một trận thua trắng với tỷ số đó là 0-3. Đội tuyển Việt Nam chơi chưa tốt thì cũng đều có những nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên như tôi đã nói rồi là đối thủ hiện nay là một bóng rất mạnh, đội bóng từng 11 lần tham dự World Cup và xếp trên đội tuyển Việt Nam chúng ta tới tận là 82 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA. Và thậm chí thì họ không phải là đội hình mạnh nhất đến Việt Nam đâu, nhưng mà họ vẫn có được một cái trận đấu thực sự là vô cùng nhàn nhã. Cái nguyên nhân lớn nhất thì là đối thủ mạnh rồi, nhưng nguyên nhân thứ hai là đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn còn đó những vấn đề, kể cả vấn đề về hàng công lẫn vấn đề về hàng thủ nữa. Chúng ta thì cũng chưa thực sự đã có một lối chơi thực sự rót nét. Tất nhiên một cái lý do đó thì cũng đến từ việc là đối thủ là quá mạnh, cho nên là việc chúng ta cũng có thể là lấy lý do là chúng ta không thể làm đúng theo những gì mình mong muốn để thể hiện một cái lối chơi giống như chúng ta mong muốn từ trước được. Sau một hiệp đấu đầu tiên chúng ta chơi chậm chắc và phòng ngự nửa sân thì chúng ta cũng vẫn nhận bàn thua một cách rất là dễ dàng. Sang hiệp đấu thứ hai thì ông Kim Sang-sik đã cố gắng đẩy cao đội hình của đội tuyển Việt Nam lên. Chúng ta cố gắng chơi pressing, chúng ta cố gắng tạo ra những sức ép rất đáng kể về phía khung thành của tuyển Nga. So với hiệp 1 thì tất cả chúng ta đều có thể nhận thấy rằng là đội tuyển Việt Nam đã chơi hay hơn rất nhiều ở trong hiệp 2. Và nếu như mà những cầu thủ của chúng ta như là Tuấn Hải hay là những cầu thủ như là Bùi Vĩ Hào có thể tận dụng tốt hơn những cơ hội mà chúng ta có thể có được thì hoàn toàn đội tuyển Việt Nam đã có thể chọc thủng lưới được đội bóng rất mạnh, đó là đội tuyển Nga.
Tất nhiên trong trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Thái Lan thì Huy Kim Sang Sik sẽ có khá nhiều những sự thay đổi. Vị trí thủ môn thì gần như chắc chắn đó là Đặng Văn Lâm thì sẽ không thể có được vị trí bắt chính được, mà thay vào đó chính là Nguyễn Philip. Đây là thông tin mà kể cả là chưa phải trận đấu với Nga kết thúc hay là cái kết quả với một cái tỷ số như thế nào thì chúng ta cũng đều xác định được rằng là trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan thì chắc chắn là thủ thành Nguyễn Philip sẽ là người bắt chính thôi. Và những cầu thủ vừa qua không thể hiện tốt thì chắc chắn cũng sẽ được thay thế bởi những con người khác. Vừa qua những Hồ Tuấn Tài, những Quang Hải hay là Tiến Linh rồi là Tuấn Hải, những cầu thủ dự bị thì có thể sẽ được ra sân đá chính ngay từ đầu. Và chính thậm chí những cầu thủ dự bị vừa qua của đội tuyển Việt Nam lại là bộ khung tối ưu nhất dành cho đội tuyển của chúng ta ở trong thời điểm hiện nay. Dù đội hình này không được bê nguyên tới AFF Cup 2024, nhưng dù sao thì cũng sẽ là một trong những cái bản gần như đầy đủ để cho đội tuyển của chúng ta sẽ sử dụng tại kỳ AFF Cup 2024 tới. Trước một đội tuyển Thái Lan hiện nay vắng rất nhiều trụ cột và họ cũng sử dụng rất nhiều những cầu thủ trẻ, thì việc đội tuyển Việt Nam của chúng ta hoàn toàn sẽ có được một chiến thắng trên sân Mỹ Đình trong ngày 10 tháng 9 tới đây rất là đơn giản như thế thôi. Nhưng mà dẫu sao thì cái mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ấy ở đây bây giờ có lẽ là cũng không phải mục tiêu quan trọng nhất đó là chiến thắng đâu, mà đó là cách mà chúng ta sẽ thể hiện một lối chơi như thế nào, những phương án tấn công ra làm sao, và đặc biệt là chúng ta phải đảm bảo an toàn, sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, điều mà chúng ta vừa qua trong những trận đấu gặp những đội bóng như là Nga hoặc là những cấp độ trẻ ở đội tuyển U22, gặp những Trung Quốc, đó là những vấn đề mà chúng ta đã nhìn rất rõ ở trong những trận đấu vừa qua. Và kính thưa quý vị và bạn, trong cuộc đối đầu sắp tới thì chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Thái Lan vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9 tới đây. Đối thủ thì tất nhiên cũng đang có sự chuẩn bị rất kỹ. Họ đang rất tiếc nuối trong cái việc là không thể có được một trận đấu với tuyển Nga được. Thế nên hiện nay tất cả mọi tâm trí của các thành viên đội tuyển Thái Lan thì sẽ hướng đến là trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam thôi. Nói về cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam thì bà nữ tỷ phú Manapa cũng như là chủ tịch của phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết là bà ấy cũng cảm thấy rất tiếc nuối khi mà vừa qua thì đội tuyển Thái Lan đã không thể có một cuộc đối đầu với tuyển Nga được. Nữ tỷ phú cũng là chủ tịch của phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho rằng hiện nay thì đội tuyển Việt Nam, đối thủ của đội tuyển Thái Lan cũng đang có khá nhiều những sự thay đổi. Đặc biệt đó là tiếp tục ở một vị trí huấn luyện viên sẽ là việc với một viên người Hàn Quốc nữa, chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều những điều thú vị. Bà muốn rằng đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu hết mình để chứng minh cái sức mạnh thật sự của cả hai đội bóng. Bà cho rằng giải đấu này sẽ giúp ích rất nhiều dành cho đội tuyển Thái Lan để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ AFF Cup sắp tới. Và đặc biệt thì truyền thông của Thái Lan ở đây thì cũng nói rất nhiều về cuộc đối đầu này. Và đây đó là tờ Xem Sport. Tờ báo này thậm chí cũng có một cái bài viết rất thú vị như thế này. Đó là đội tuyển Thái Lan sẽ kiểm tra năng lực của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Hiện nay tờ Xem Sport cũng giống như các cổ động viên, truyền thông, những cầu thủ, rồi chủ tịch của Liên bóng đá Thái Lan thì cũng tỏ ra rất tiếc nuối khi mà vừa qua thì đội tuyển Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội để so tài với đội tuyển Nga hạng 33 thế giới khi mà trận đấu buộc phải hủy bỏ vì bão Yagi. Tuy nhiên cũng chính tờ báo này thì cũng cho rằng là trận đấu tại LP Bank Cup 2024 khi mà gặp đội tuyển Việt Nam thì đó cũng là một trận đấu rất đáng chờ đợi, khi mà tờ báo Xem Sport, một tờ báo rất nổi tiếng của Thái Lan, có bình luận như thế này. Đội tuyển Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, như hai thái cực trái ngược dưới thời Rip Parser và huấn luyện viên Philippe Petrucci. Họ bị Thái Lan vượt mặt ở trên bảng xếp hạng của FIFA. Và việc chọn lại một huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Kim Sang Sik, kế nhiệm như để trở lại thời kỳ đỉnh cao. Và tờ báo này cho rằng là ông Kim mới cầm đội tuyển Việt Nam được có 3 trận và thất bại trước hai đối thủ rất mạnh như là Iraq và Nga thì chưa thể nói lên bất cứ điều gì. Song cuộc đối đầu với một đối thủ truyền thống thì Thái Lan sẽ là một trong những bài kiểm tra năng lực của nhà cầm quân người Hàn Quốc tới đâu. Đó là những gì mà tờ Xem Sport có nhận định. Và tờ báo thể thao số 1 của Thái Lan cũng cho rằng là trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 10 tháng 9 sẽ không chỉ là một trận đấu bóng đá, đồng thời là cuộc đấu trí rất thú vị giữa hai nhà cầm quân. Một huấn luyện viên là ông Kim Sang Sik mới nhận chức nhưng đang có kỳ vọng rất cao, và một bên là huấn luyện viên người Nhật Bản ông Masatada Ishii gặt hái thành công trong những giai đoạn đầu tiên nhưng gần đây vẫn bị chỉ trích, rồi có rất nhiều những sự hoài nghi về năng lực. Theo tờ Xem Sport thì ông Isi bị chỉ trích quá vì trung thành với một nhóm những trò cưng, đặc biệt đó những cầu thủ như là Supachai, người đang không có phong độ tốt, Suvanat, người thường xuyên dự bị ở câu lạc bộ, thế nhưng vẫn được đá chính ở trên đội tuyển quốc gia.
Thế nhưng lần này thì đội tuyển Thái Lan hiện nay vắng một loạt những trụ cột, cho nên là ông Isi sẽ buộc phải dụng nhất những tố mới, trong đó có tất tận là 10 cầu thủ chưa từng thi đấu quốc tế. Và tờ báo này có chia sẻ như thế này: đối đầu với chủ nhà Việt Nam bằng dàn tân binh chưa có nhiều kinh nghiệm là một sự mạo hiểm, bởi những chiến binh sao vàng sẽ dốc toàn lực để lấy lại hình ảnh, vị thế của mình. Song sẽ rất thú vị để xem rằng ông Isi sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Đó là những gì mà tờ Sen Sport cũng tỏ ra khá lo lắng trong cuộc đối đầu của đội nhà với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Tất nhiên tôi vẫn tin rằng là không phải Thái Lan chỉ có một vài cầu thủ, mà trong cả một đội hình Thái Lan họ có rất nhiều nhân tố mới, và đặc biệt nhân tố mới đó thì cũng đều là những cầu thủ chất lượng cả. Thế nên trong cuộc đối đầu với Thái Lan, tôi tin rằng đó vẫn là một trong những cuộc đối đầu rất chất lượng thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả chung cuộc cuối cùng sẽ là như thế nào quý vị và bạn nhé. Còn tới đây thì bản tin của Bóng Đá STV cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần thông tin tiếp theo.